Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 5 năm 2024, đón hè sôi so động hãng hàng không Vietjet tưng bừng khai trương đường bay thẳng từ Hà Nội cho đến Hiroshima. Đây là đường bay thứ 8 của Vietjet giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản và đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Hiroshima. Vietjet hiện đang phục vụ 116 chuyến bay mỗi tuần giữa các thành phố của Việt Nam với các đô thị điểm đến hàng đầu của Nhật Bản là Tokyo, Osaka, Fukuoka, Nagoya và hôm nay là Hiroshima. Vietjet cam kết là sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, mang tới thêm nhiều cơ hội di chuyển thuận lợi với chi phí tiết kiệm cho người dân du khách hai nước nói riêng và khu vực nói chung. Với hai chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ năm và chủ nhật, người dân và du khách sẽ di chuyển dễ dàng giữa Hà Nội và Hiroshima với thời gian bay mỗi chặng là khoảng hơn 4 giờ.